Tôi đang sống ở tiểu bang Arizona và hầu vị Chúa. Lời đầu tiên tôi xin được chào thăm tất cả quý bà anh chị em ở Hội Thánh Tin Lành Auckland, New Zealand. Tôi nói vui với một số anh chị em của tôi ở trong Hội Thánh. Hôm nay thì tôi được mời chia sẻ lời Chúa cùng quý Hội Thánh ở tại cực Nam của quả địa cầu. Và chúng tôi thì ở gần cực Bắc. Cho nên hai miền cực nói với nhau, cảm ơn Chúa và tôi không biết rằng có tia lửa nào xẹt ra buổi chiều hôm nay hay không, nhưng mà chắc chắn là lửa Thánh Linh của Chúa sẽ kết nối chúng ta lại với nhau ở trong tinh thần thờ phượng và trong những ngày sắp tới. Tôi xin gửi lời chào thăm từ gia đình của tôi đến với quý hội thánh hôm nay. Vợ của tôi, cô Hồng Diễm, chúng tôi hầu vị Chúa hơn 30 năm qua. Rồi chúng tôi cùng mở hội thánh mới ở tại Arizona. Và tôi có hai con gái tôi 22 tuổi, con trai tôi 17 tuổi, và các con của tôi đều hầu vị Chúa chung với tôi trong hội thánh. Và nếu như nói như nếu mà bây giờ hội thánh mà có bê gì xảy ra thì gia đình của chúng tôi đã là một hội thánh rồi. Bởi vì tôi và vợ tôi và hai con tôi nói như Josué ở trong sách Josué 24 câu 15 rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi sống ở Arizona. Không biết là bao nhiêu người trong chúng ta đã từng đến Arizona hoặc là để ý đến xứ sở Arizona. Quý vị biết rằng Arizona là một xứ sa mạc. Và quý vị mới ngày hôm qua đây thì nhiệt độ nó còn 42 độ C, khoảng chừng 106 đến 107 độ F. Và cái mùa hè, cái mùa nóng nhất của Arizona là vào khoảng tháng 8 tới tháng 9, nhiệt độ có thể lên hơn 50 độ C, khoảng 120 độ F. Năm ngoái thì tôi chờ cho nó lên tới 120 nhưng mà nó không lên, bởi vì tên tôi là tên Đông cho nên là nó lên không tới cái số đó. Tên Đông ở Arizona, các trái bỏng thì tôi để ý là từ ngày chúng tôi dọn sang Arizona chúng tôi sinh sống thì cái tiểu bang này nó mát hơn. Không biết là có một số anh chị em ở trong phòng nhà, ở trong cái Zoom này, ở trong cái chương trình này, anh chị em ở đang ở Arizona join vào có vote cho tôi cái lời nói này không? Thưa quý vị, hôm nay thì có một số anh chị em trong hội thánh ở Arizona thì biết tôi có sự liên kết với hội thánh Auckland ở cực Nam của quả địa cầu, thì tất cả mọi người rất vui và đang có mặt ở trong phòng nhóm của chúng ta hôm nay rất là thú vị. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay để mà welcome anh chị em chúng ta từ Arizona. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn quý vị. Tôi đang nghe quý vị vỗ tay và quý vị rất là tán thưởng cái tinh thần này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi hơi tò mò một chút xíu trước khi tôi bước vào bài chia sẻ lời Chúa hôm nay. Đó là tôi đi đâu tôi chia sẻ lời Chúa thì tôi cũng để ý ban thờ phượng, bởi vì quý vị biết rằng tôi là một nhạc sĩ và tôi đã từng được đào tạo rất là công phu từ Việt Nam, công phu chứ không phải là cung phu nha quý vị, công phu được huấn luyện, được học ở trường nhạc, đào tạo trường nhạc, cho nên tôi rất là quý mến những anh chị em nào mà chơi nhạc và tôi sẵn sàng giúp đỡ cho các chức vụ âm nhạc. Hôm nay tôi nghe quý vị hát hay quá, quý vị hát cái bài Hallelujah cùng nhau ca khen, ca vang ngợi khen danh Chúa, bài đó tôi sáng tác năm 2001 và cho đến ngày hôm nay cũng gần 20 năm rồi. Khi bài hát này hát ra thì nhiều anh chị em được khích lệ khi hát ở trong tinh thần Hallelujah. Khi chúng ta hát Hallelujah thì cái chữ Hallelujah đó thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta nói Hallelujah thì cái chữ đó thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta ngay lập tức, không có thuộc về ai cả. Và cảm ơn Chúa, quý vị hôm nay quý vị tôn vinh Chúa, bài hát này thật là mạnh mẽ. Và mục sư Đông Phương là người kết nối tôi với hội thánh, mục sư đã khích lệ tôi rằng đây là bài hát mà muốn gửi cho David Đông để mà một món quà cho tôi chiều hôm nay. Quý vị thật, cái tấm thịnh tình của quý vị thật là lớn. Cảm ơn mục sư Đông Phương. Và quý vị thấy tôi với Đông Phương có giống nhau không? Mục sư Đông Phương với tôi, tôi chỉ cần tôi cạo râu một cái là tôi với ổng là đi ngoài đường người ta nói anh em sanh đôi. Quý vị cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thời giờ tuyệt vời, đó là chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta có thời gian chúng ta thờ phượng Chúa rất là được phước. Và bây giờ chúng ta bước vào thời giờ chúng ta nghe lời Chúa. Sở dĩ tôi chọn cái đề tài bước đi với Chúa với nhau là bởi vì tôi rất là quý trọng tình bạn. Thưa quý vị, chúng tôi đã có tình bạn với nhau, riêng ở trong hội thánh thì tôi với mục sư Đông Phương đã quen với nhau hơn 30 năm qua. Và khi mục sư Đông Phương kết nối lại với tôi đó thì cái điều đầu tiên tôi cảm ơn Chúa là
Chúng tôi dù xa cách nhau khoảng thời gian đó nhưng khi gặp lại nhau, nói chuyện với nhau, chỉ chat thôi, hôm nay mới gặp người anh em này giống như chúng tôi, giống như anh em sinh đôi, càng ngày càng giống, không biết già có giống như vậy không nữa. Nhưng mà chắc chắn là tôi đẹp trai hơn Mục sư Đông Phương nhiều, tôi trẻ hơn Mục sư Đông Phương vì tôi nhỏ tuổi hơn ông. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn tôi khích lệ quý vị, cái điều đầu tiên khi đến với hội thánh đó là về sự thông công, về tình bạn với nhau trong hội thánh, thưa quý vị. Ở trong ngày cuối cùng này, như trong trong sách trong cái thư tín Timôthê nhì, Phaolô đã nói đến cái tình bạn, cái tình hữu nghị, cái tình anh em, cái tình thậm chí là tình thân hữu ở trong tình cha mẹ con cái trong gia đình, nó sẽ bị suy giảm trầm trọng ở trong những ngày cuối cùng này. Cho nên tôi muốn tập trung vào trong cái mối thông công của hội thánh để xây dựng và phát triển hội thánh ở trong những ngày cuối cùng này, thưa quý vị. Cho nên là qua cái phân đoạn kinh thánh ở trong sách Daniel đoạn 1 vừa rồi, chúng ta được nghe một cái câu chuyện thật là hấp dẫn về những chàng trai người Hebrew đã bị bắt lưu đày sang Babylon. Và chúng ta nhớ rằng khi mà nói đến Babylon thì chúng ta cũng nghe đến cái danh từ Chaldee. Thì Babylon với Chaldee là một, thưa quý vị. Những người Babylon lúc bấy giờ họ bắt những người Hebrew sang làm phu tù, thì họ chọn ra ở trong những con cái phu tù những người tinh hoa nhất, những người thông minh, những người giỏi nhất. Và trong đó họ đã chọn ra được bốn người, đó là Daniel, Sadrach, Mesach và Abednego. Và những người bạn trẻ này là những người rất là yêu mến Đức Chúa Trời, và họ cũng có cái hoàn cảnh giống như chúng ta, thưa quý vị. Tôi thì đang sống ở Arizona, một sư Đông Phương, và quý vị đang sống ở New Zealand. Chúng ta không có sống ở quê hương, chúng ta đang ở xa quê hương, và tâm trạng của chúng ta lúc đầu đến những cái nơi xa lạ này cũng giống như là những bạn của Daniel. Nhưng mà ở trong câu chuyện này thì mặc dù chúng ta thấy một phần chúng ta giống với những người ở trong câu chuyện này, nhưng chúng ta thấy những nhân vật này có những cái điều đặc biệt mà chúng ta sẽ học buổi chiều hôm nay. Đó là họ bước đi với Chúa và họ cùng cần có nhau nữa, quý vị. Nếu tôi tách rời Daniel ra khỏi ba bạn Daniel thì điều gì sẽ xảy ra? Sẽ không có những lời tiên tri, sẽ không có những cái lời giải mộng, và hai cái lời giải mộng quan trọng nhất của Daniel ở trong những đoạn đầu, từ công đoạn 1 cho đến đoạn 5, mà Daniel đã giải mộng cho vua Nebuchadnezzar và sau đó là giải mộng cho con của ông là vua Belshazzar. Thì Daniel đã làm được việc đó bởi vì Daniel có những người bạn cầu nguyện cho mình. Daniel và những người bạn cùng đi với nhau để mà tạo nên một sức mạnh vô biên, một sức mạnh để xây dựng một cái cộng đồng vững vàng, và khiến cho những cái người ngoại bang lúc bấy giờ họ nhìn về dân Do Thái là một dân tộc thông minh, và đặc biệt là dân Do Thái có một Đức Chúa Trời hàng sống. Ở đây chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất của phân đoạn kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc, của đoạn kinh thánh chúng ta mới vừa đọc, đó là không thể bước đi với Chúa mà không có nhau. Điều mà chúng ta học buổi chiều hôm nay có ba có hai phần, nhưng mà phần thứ nhất chúng ta nói rằng không thể bước đi với Chúa mà không có nhau. Điều thứ nhất mà chúng ta học ở đây đó là chúng ta thấy tinh thần làm việc đồng đội, theo đồng đội, gọi là teamwork của Daniel và ba bạn, thưa quý vị. Ở đây chúng ta thấy ba người bạn của Daniel, và Daniel bị lưu đày sang xứ Babylon, và Kinh Thánh nói rằng họ là những người có mặt mày xinh tốt, tập tầm mọi thứ khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua. Dĩ nhiên họ là những người đặc biệt ở trong những người đặc biệt. Chẳng hạn như quý vị là những người cũng đi làm ở trong office của mình, đi làm trong công ty của mình, và quý vị được chọn ra để làm trưởng phòng bởi vì quý vị có những cái đặc tính hơn người khác, hơn những người khác, hơn những đồng bạn của mình, và quý vị được chọn ra từ những người tài giỏi đó. Và câu chuyện này cũng giống như vậy, Daniel và ba bạn được chọn ra từ những người Hebrew tài năng. Họ là những người tài năng, nhưng mà câu hỏi của tôi đó là những người tài năng này làm sao có thể làm việc được chung với nhau? Quý vị thấy quý vị giỏi, quý vị làm việc chung với nhau dễ không? Nếu chúng ta hiểu nhau, nếu chúng ta cùng xây dựng một cái ước mơ, cùng một mục đích, thì chúng ta sẽ làm việc chung với nhau được. Thậm chí nếu mà cùng một mục đích và cùng một khải tượng, cùng một cái mơ ước, nhưng cũng có khó có thể cùng làm việc với nhau bởi một lý do, thưa quý vị. Mà điều này tôi muốn nói quý vị rằng rằng Daniel và ba bạn của ông không có cái tính gọi là
tự cao. Ở trong họ, trong tình bạn của Daniel và ba bạn không có cái tính muốn mình là ngôi sao, hoặc là trong họ không có ai trong họ muốn là cái người dẫn đầu những người khác. Ở đây ba người bạn cùng Daniel cùng làm việc với nhau theo tinh thần đồng đội. Tôi cảm ơn Chúa một lần nữa thì tôi quan tâm đến cái buổi thờ phượng của các bạn hôm nay. Thì tôi thấy ở trong cái hình mà David đã đưa lên đó, thì thấy có chụp hình ban âm thanh, ban chiếu. Rồi tôi nhìn trong cái ban trình chiếu, rồi tôi nhìn vô trong cái tờ chương trình đó, thì tôi thấy quý vị có phân công từng người một ra. Và tôi nói chà, đây là cái chủ đề mà mình đang nói đây. Tôi khen quý vị bởi vì quý vị làm việc có lớp len, có trật tự và có phân công. Thì trở lại với công việc này hôm nay, cái bài học này hôm nay, họ là những người trẻ tài năng bị phu tù, họ là những người khôn ngoan và tri thức, nhưng cái điều mà họ có đó là họ làm việc với nhau và họ không phân biệt, họ không có người làm ngôi sao. Cái tình trạng bệnh ngôi sao là cái tình trạng mà nghĩ mình là tuyệt vời hơn người khác, nghĩ mình xứng đáng hơn người khác, nghĩ mình là người có khả năng và mình là người đứng đầu ở trong một cái nhóm nào đó. Nếu có cái tinh thần đó, thưa quý vị, chúng ta xin Chúa cho chúng ta loại khỏi cái đời sống phục vụ Chúa của chúng ta, bởi vì nó không đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bước đi với Chúa, chúng ta cần có nhau. Và nếu mà Daniel là người nghĩ mình là một ngôi sao, một người phải bước ra khỏi ba người bạn này và mình phải là người nổi tiếng, là người phải lãnh đạo ba người bạn của mình, thì tôi nói lại với quý vị rằng ông sẽ không có sự khôn ngoan bởi sự cầu nguyện của các bạn mình, không có sự hợp tác với các bạn mình, thì ông cũng không phải là người giải mộng cho vua, thưa quý vị. Rồi chúng ta đọc ở trong câu số 8, trở lại với Kinh Thánh. Vả Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan đừng để bắt mình phải làm việc, phải tự mình làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Cảm ơn Chúa, ở đây chúng ta thấy tinh thần của Daniel là ông đã quyết định trong lòng rằng mình không để cho mình bị ô uế. Nhưng mà ba người bạn kia như thế nào? Cảm ơn Chúa, cả ba người bạn kia đã đồng ý với Daniel rằng đúng vậy, chúng ta không tự mình làm cho mình trở nên ô uế bởi đồ của vua ăn và rượu của vua uống, ở trong câu số 8. Và bây giờ chúng ta suy nghĩ đến khía cạnh này. Nếu như mà Daniel quyết định trong lòng rằng tôi sẽ không chịu ô uế bởi việc uống rượu của vua, nhưng mà ba bạn kia nói rằng rượu của vua đâu có cái gì mà ô uế đâu, chúng ta cứ uống để vua đưa chúng ta thì chúng ta cứ uống thôi, hoặc là chúng ta cứ như những người trẻ ở xứ Babylon, bởi vì uống rượu ở trong cái buổi ăn là một cái văn hóa, cái nét văn hóa của người xưa, cho nên đó không có gì là ghê gớm và xấu xa và gian ác cả, không có gì chống lại với Đức Chúa Trời cả. Nhưng có một điều Daniel đã lưu ý, đó là các rượu, các đồ ăn của vua đó đã được cúng cho các thần trước khi cho họ ăn. Đó là cái phong tục của người Babylon xưa và tất cả những cái văn hóa tập tục ngày xưa cũng vậy. Trước khi chúng ta nhớ Phaolô nói rằng thà đừng ăn thịt còn hơn là ăn là bị ô uế. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thịt đó đã được bán vào trong các chùa miễu và được đem ra chợ. Trước khi đem ra chợ thì họ đã được chân cho những cái thịt đó, đã được chân cho các thần và mới đem ra chợ bán. Cho nên thà không ăn thịt là như vậy đó quý vị, chứ không phải là chúng ta cơ đốc nhân chúng ta không được ăn thịt vì nó là bị ô uế. Trở lại với bài học của chúng ta hôm nay, thì nếu như Daniel quyết định trong lòng rằng mình không có muốn bị ô uế bởi rượu của vua uống á, mà các bạn không đồng ý đó, thì họ không có hiệp lên trong một cái kế hoạch, và cái sự ích kỷ của ba người bạn hoặc là cái sự ích kỷ của Daniel cũng không giúp cho họ có thể trụ vững ở trong cái nền văn hóa, cái nền giáo dục của Babylon, mà họ trở nên những người xuất chúng ở trong cái nền văn hóa cung điện, gọi là cung điện của Nebuchadnezzar lúc bấy giờ. Cho nên điều thứ hai chúng ta học từ ở chỗ này, đó là sẽ chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta cần có một sự hiệp một trong kế hoạch. Khi hội thánh có một cái kế hoạch nào đó, xin chúng ta cầu nguyện Chúa để cho anh chị em của chúng ta cùng hiệp một lại trong một cái kế hoạch, cùng hiệp với nhau để nhìn thấy một cái mục tiêu và một cái mục đích mà chúng ta sẽ đi tới. Tôi xây dựng hội thánh ở trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời, và với cái mục tiêu đó là chúng tôi cứu 2.000 người ở tại thành phố mà chúng tôi đang sinh sống.
Ở thành phố của chúng tôi, ở tại tiểu bang của chúng tôi có 34.000 người Việt Nam, và riêng cái thành phố Glendale ở Arizona thì có hơn 2.000 người Việt Nam chưa biết Chúa. Cho nên chúng tôi cầu nguyện Chúa với mục tiêu đó, chúng tôi xác lập mục tiêu đó để truyền giảng, để phát chứng đạo đơn, để xâm nhập vào. Và mỗi buổi sáng chúng tôi cầu nguyện với nhau, quý vị. Chúng tôi đã cầu nguyện với nhau được 2 năm. Và mỗi buổi sáng chúng tôi cùng lên Zoom với nhau để cầu nguyện từ 6 giờ 15 sáng cho đến 8 giờ 15 sáng, không thiếu một phút nào. Có thể chúng tôi có nhiều giờ tờ giờ nhiều hơn nữa, chứ không thiếu, không không sớm hơn một phút nào. Chúng tôi cầu nguyện như vậy miệt mài 2 năm. Và cảm ơn Chúa là tuần tới này đó, thì chúng tôi được Chúa mở ra một cái cơ hội, đó là chúng tôi đi đến cộng đồng ở trong cái khu vực chúng tôi và những người cao niên ở trong cái mùa này. Và nhiều người nói rằng đi vào cái khu vực của những người cao niên rất là khó, khó có thể xâm nhập vào, bởi vì họ khó tính và cái ban quản trị ở đó cũng không có cho người ngoài xâm nhập vào. Nhưng khi vợ tôi và một số chị em đến để mà giúp đỡ một số người cao niên đó, thì Chúa mở cho chúng tôi một cánh cửa, như là Phaolô đã cầu nguyện rằng: tôi cảm ơn quý vị, những tín hữu ở tại Macedonia, những tín hữu ở Corinto, quý vị đã cầu nguyện để Chúa mở cho chúng tôi một cánh cửa. Và cái cánh cửa đó được mở là bởi vì hội thánh cầu nguyện. Thưa quý vị, nếu hội thánh không cầu nguyện thì không có cánh cửa nào mở ra hết. Nếu tôi là người kêu gọi hội thánh cầu nguyện và hội thánh không cầu nguyện, chỉ một mình tôi cũng chấp nhận. Nhưng thưa quý vị, tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh của chúng tôi được có may mắn là anh chị em cùng đồng lòng với nhau, hiệp một ý với nhau để cầu nguyện, thưa quý vị. Và chúng tôi đã cầu nguyện 2 năm ròng để rồi Đức Chúa Trời đã mở cho chúng tôi một cánh cửa để giảng tin lành ở tại thành phố của chúng tôi, nơi mà chúng tôi chỉ mới mở hội thánh vườn nho chỉ được đúng 2 năm. Chúng tôi vừa mới nhích chạm đến cái ngưỡng là 2 năm mà chúng tôi vừa mới thành lập hội thánh của Chúa ở tại cái vùng chưa có hội thánh Việt Nam. Và chúng tôi đã đem tin lành của Chúa ra ra một những người trong cộng đồng, họ đã biết đến Chúa khi chúng tôi có một số hoạt động như vậy. Xin nhớ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Ở trong tuần sau chúng tôi sẽ tiếp cận với những người cáo niên ở trong cộng đồng để chúng tôi giảng tin lành. Và thưa quý vị rằng khi chúng tôi cùng cầu nguyện với nhau, thì tôi đưa ra cái ý kiến rằng: thưa hội thánh, chúng ta hãy thức dậy sớm để cầu nguyện. Nếu chúng ta không có cơ sở nhà thờ, chúng tôi vẫn còn mượn nhà thờ của người Mỹ để chúng tôi nhóm lại, và chúng tôi không có phải trả một tiền cho cái việc chúng tôi phải thuê, nhưng mà chúng tôi được được miễn phí ở trong việc nhóm lại như vậy. Thì chúng tôi cầu nguyện rằng nếu mình không có nhà thờ để mình đến nhà thờ cầu nguyện mỗi sáng, mình không lái xe đến nhà thờ, thì mình ở nhà mình vô cái Zoom để mình cầu nguyện. Và hội thánh đã tập trung 2 năm như vậy. Nhiều anh chị em ở tiểu bang khác cũng đã bước vào, và bây giờ chúng tôi có cái con số khoảng 15 tới 20 người, cao điểm thì 20 người cùng cầu nguyện với nhau. Và thường thì chúng tôi có khoảng 15 tới 16 người cầu nguyện với nhau. Thưa quý vị, nếu như mà một mình tôi là người quyết định và một mình tôi là người ôm cái mộng ước đó, thì sẽ không có ngày hôm nay, không có chức vụ ngày hôm nay và không thành công. Cũng vậy, nếu mà Daniel và những người bạn của mình, mỗi người ôm một giấc mộng, họ không cùng hiệp với nhau trong một ý, thì sẽ chỉ là một cái câu chuyện buồn của những người Hebrew bị lưu đày tại xứ Babylon và không có những cái vinh quang sau này. Chúng ta nhớ rằng ở trong cuối đoạn 4 thì Nebuchadnezzar đã ra lệnh cho tất cả mọi dân, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc phải thờ phượng Đức Chúa Trời của Daniel, Sadrach, Mesach và Abednego. Tại vì ba bạn cùng với Daniel đã cùng hiệp với nhau trong một ý để làm nên ý muốn của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Cho nên hỏi anh chị em của chúng ta không thể bước với Chúa mà không có nhau. Có nhiều người quá thiêng liêng nói rằng: tôi bước với Chúa đủ rồi, tôi không cần đi nhóm, tôi không cần anh em làm việc, tôi không cần teamwork, tôi không cần làm việc đồng đội. Thất bại quý vị, bởi vì chúng ta đi bước đi với Chúa thì chúng ta phải có anh em mình. Và khi có anh em mình thì hãy nhớ 2 điều, đó là chúng ta hãy làm việc theo đồng đội. Cảm ơn Chúa hội thánh Auckland có tinh thần đồng đội. Tôi chỉ tham dự với với quý hôm nay và tôi đã thấy được điều đó. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai là chúng ta phải hiệp ý trong một kế hoạch, hiệp một ý trong kế hoạch, thì một ý trong bất kỳ kế hoạch nào mà hội thánh đã và đang hoạch định. Thưa quý vị, điều đó rất quan trọng. Nếu ai trong chúng ta có ý đồ là một ngôi sao, tôi là người ngôi sao, tôi là người chủ đạo trong chuyện này, thưa quý vị hãy ăn năn, hãy cất cái điều đó ra khỏi đời sống của mình. Điều kế tiếp nữa, đó là điều thứ ba tôi không ta học trong phần thứ nhất: không thể bước với Chúa mà không có nhau. Điều thứ ba đó là chúng ta hãy hiệp một lòng, hãy hiệp một lòng với nhau. Hồi nãy là hiệp một ý, bây giờ hiệp một lòng để đem đến sự thành công. Cái vấn đề là khi chúng ta cùng có hiệp một lòng với nhau thì chúng ta sẽ đem đến sự thành công, sẽ có sự thành công, và sự thành công Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho chúng ta. Ở trong câu 19 và câu 20 mà chúng ta cũng mới vừa được nghe đó, vua nói
chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Misael và Azaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Rồi gì nữa? Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Họ giỏi hơn 10 gấp 10 lần những thuật sĩ và những đồng bóng. Ở đây tôi đang nói đến sự hiệp lòng. Hồi nãy là hiệp ý rồi. Bây giờ hiệp lòng của Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego trong cái quyết định mà họ sẽ ăn rau và uống nước mà thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong quý vị có ai thích ăn thịt bò không? Tôi thì là thích ăn thịt bò lắm, mà chắc một sư Đông Phương cũng thích ăn thịt bò. Nếu mà răng một sư tốt thì chắc một sư ăn thịt trâu. Rồi quý vị có người thích ăn thịt heo, thịt gà. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này nha quý vị nha. Có người thì thích ăn hamburger, có người tôi không thích ăn hamburger thì tôi thích uống cà phê Starbucks. Không biết là bên quý vị có cà phê Starbucks không? Biết là có cái thương hiệu gì giống giống vậy không? Nhưng mà tôi rất là thích uống cà phê. Đó. Thì bây giờ chúng ta thử thị nghĩ những người bạn này, mỗi người một sở thích. Khi mà ông Daniel, ông nói rằng các bạn ơi, chúng ta sẽ không có quyết định là chúng ta không bị ô uế bởi đồ ăn vua ăn và đồ uống vua uống, rượu vua uống. Mấy cái thứ đó là ngon dữ lắm. Thôi bây giờ mình không có quyết định không đụng tới nó bởi vì nó đã được cúng cho các thần tượng rồi. Thì bây giờ, thôi bây giờ còn có một thứ mà mình có thể ăn được, đó là ăn rau. Hồi xưa tôi còn nhỏ, tôi thích rau muống, cho nên tôi đọc tới chỗ này thì ăn rau uống nước. Thì mà tôi đọc chính lại với nhau, ăn rau muống uống nước. Cho nên đó giờ trong đầu của tôi lúc nào rau cũng thì là rau muống. Cho nên là thôi mình cứ dịch theo cái văn cảnh, là cái văn hóa của người Việt Nam là rau muống đi ha. Giờ chỉ có rau muống thôi. Quý vị có nghe bao giờ có rau muống bảy món chưa? À, tôi đi hầu vị Chúa cục lần ra miền Trung thì có một người bạn hỏi tôi, một sư Đông muốn ăn rau muống không, thì tôi nói rau muống thì ăn thích ăn rau muống đó, một sư ở đây thì có rau muống bảy món và anh đã làm bảy món cho tôi ăn đủ bảy món luôn quý vị. Tại vì ngoài đó không có gì ăn, cho nên chỉ cái thời tôi hầu vị Chúa ở ngoài Trung với một số anh em tôi ra hầu vị Chúa là khoảng 30 năm trước, tôi ra ngoài miền Trung tôi hầu vị Chúa một nơi như vậy ở Nha Trang, thì anh em khoe tôi cái món rau muống bảy món, và có một cái món mà tôi thích nhất là rau muống xào bò, thì đó là cái món mà tôi thích, chứ còn mấy ra cái kia rau muống gì đâu không à. Đó, bây giờ thì ở đây á, ba bạn thích mỗi người món. Daniel là ông thích, ông thì chỉ ăn rau thôi, ba người kia đòi phải mỗi người một thứ. Thì cái chuyện gì xảy ra nếu mà tôi không có chịu ăn theo bạn đâu? Có người thì thích ăn cá, có người không thích ăn cá, mà bây giờ trong ba bạn này có người không thích ăn cá thì làm sao? Có người lại không thích ăn rau. Nhưng mà nói tóm lại, tất cả những người bạn này đã cùng một lòng với nhau, bỏ qua những cái khuyết điểm của nhau, bỏ qua những cái yếu điểm của nhau, bỏ qua cái sở thích của mình. Quan trọng là tôi thích cái gì và tôi không thể dùng cái đó ở trong cái môi trường cùng làm việc với nhau. Vô trong hội thánh cũng vậy thưa quý vị. Có người hát, thích hát những bài thánh ca du dương. Quý vị thấy tôi như vậy á, chứ tôi hiền lắm. Nhiều người nói tôi chơi nhạc rock không à. Đúng rồi, xưa 30 năm trước tôi chơi nhạc rock, chứ bây giờ tôi chơi nhạc hiền hiền không à. Nhưng mà tôi cũng thích, lâu lâu cũng thích chơi những bài hát mạnh mẽ, nhảy múa nữa. À, quý vị bữa nào mà tôi gặp quý vị ở ngoài là tôi sẽ rủ quý vị là nhảy như David ở ngoài đền. Ở ngoài đền thánh của Chúa thì có cái chỗ để nhảy múa, vui hát, ca ngợi Chúa. Dĩ nhiên thì tôi không còn nhảy hay như hồi xưa nữa, chứ bây giờ tôi cũng nhảy múa. Nhưng mà có những người thì không thích như vậy. Nhưng mà có những người thì thích những bài hát thánh ca du dương nhẹ nhàng. Thưa quý vị, chúng ta đến với nhau trong một cộng đồng. Chúng ta nhớ rằng chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải có nhau. Chứ không phải là tôi thờ phượng Đức Chúa Trời vậy. Tôi là số 1, tôi là ngôi sao và tôi muốn cái việc của tôi đây. Quý vị phải theo tôi. Cho nên quý vị không được hát nhạc rock. Quý vị không có được hát nhạc vui. Quý vị cũng không có được chơi keyboard ầm ầm nữa. Quý vị hát phải lớn hơn là đờn. Vâng vâng, chúng ta đưa ý kiến của mình vô trong cái chương trình thờ phượng. Và rồi cuối cùng thì cái người mà mạnh thì thắng hơn. Không, cái điều đó không đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Cho nên tôi học được bài học này và tôi muốn chia sẻ cho quý vị rằng một hội thánh được phước là một hội thánh mà không có ngôi sao. Một hội thánh mà không có người mà muốn đưa ra ý kiến và mọi người phải nghe ý kiến của mình. Nhưng tất cả phải vốn cho cái ý kiến đó. Tất cả phải đồng lòng với nhau. Và chúng ta bớt đi một chút xíu những cái gì mà của riêng chúng ta.
Ví dụ như tôi rất là thích tôi rất là thích nhạc nhạc contemporary, những cái nhạc mà như hip hop, rock chơi rất là mạnh. Bây giờ thì tôi bớt rồi nhưng mà tôi vẫn còn thích đó. Nhưng mà khi mà vô phòng cầu nguyện chung với hội thánh á, thì mẹ của tôi lại thích thánh ca. Thì tôi hát thánh ca rồi tôi hòa đồng với một số bài mạnh mẽ thì tự nhiên phòng cầu nguyện nó dung hòa với nhau, chứ không phải là tôi bắt mọi người phải theo cái mẫu nhạc của tôi đó. Thưa quý vị, sự hiệp lòng đem đến thành công là ở chỗ đó. Thưa quý vị, Daniel và ba bạn đã hiệp lòng lại với nhau, không phải theo sở thích của một người, nhưng mà họ quy định ra một điều rằng bây giờ chỉ còn có món rau và uống nước, mà rau thì nó không có cái vitamin gì trong này hết trơn, thì có vitamin giúp cho da mặt có thể là tốt hơn, không biết là trong rau muống là có loại vitamin gì, chứ nó không có bổ dưỡng gì hết. Nhưng điều điều đặc biệt, phép lạ đã xảy ra là sau đó 3 tháng, quý vị ha, thì ông vua ổng đã có một cái cuộc khảo sát và ông đã kêu ba người bạn Daniel và cùng Daniel bước ra. Rồi họ xem thấy, thứ nhất là họ thấy rằng 10 ngày, không phải là 3 tháng mà 10 ngày qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi và đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon quen. Những người khác thì ăn đồ ăn của vua ăn thì mập mạnh lên, lên cholesterol, lên đường. Nhưng mà ở đây thì ba người bạn của Daniel và anh Daniel thì thấy vẻ mặt họ lại có vẻ xinh tươi, đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác. Và một cái kết quả khác chúng ta đọc ở trong câu 19, vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, không thấy ai bằng Daniel và ba bạn. Cảm ơn Chúa, chúng ta học ba điều mà tôi muốn chốt lại ở đây. Đó là gì? Đó là khi chúng ta bước đi với Chúa thì không thể thiếu nhau. Không thể bước đi với Chúa mà không có nhau. Cho nên khi đến bước đi với nhau thì chúng ta hãy làm việc ở trong tinh thần đồng đội, teamwork. Điều thứ hai là hiệp trong một ý, trong một kế hoạch, hiệp ý trong một kế hoạch. Điều thứ ba là hiệp lòng. Không chỉ một ý mà còn lòng chúng ta hiệp với nhau. Nhớ cái vụ uống ăn rau và uống nước giùm tôi để cho chúng ta hãy hiệp lòng với nhau, bởi vì có những người có cái mùi này, thích cái mùi kia, thích món này, thích món kia, nhưng chúng ta cùng ngồi lại với nhau thì chỉ có một món thôi để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta sẽ bước qua phần học của chúng ta. Chúng ta bước đi với nhau thì chúng ta không thể không có Chúa. Bước đi với Chúa thì cần có nhau. Bây giờ bước đi với nhau thì chúng ta lại cần có Chúa. Tôi nói điều này là tại sao? Tại vì có những tổ chức người ta bước đi với nhau, người ta sinh hoạt với nhau mà chúng ta gọi đó là câu lạc bộ. Chúng ta gọi đó là một cái đoàn thể và họ có tiêu chí nhưng mà không hề có Chúa. Quý vị ơi, hội thánh nếu không có Đức Chúa Trời thì cũng sẽ giống như một câu lạc bộ mà thôi. Cũng giống như một cái nhóm sinh hoạt của ngoài thế gian mà thôi, cũng có vui chơi, cũng có giải trí, cũng có lành mạnh. Thưa quý vị, chúng ta khác người thế gian ở một chỗ là chúng ta có Chúa, Chúa ở với chúng ta. Cho nên phần thứ hai chúng ta học ở đây, ở trong cái câu chuyện của Daniel, đó là chúng ta không thể bước đi với nhau mà không có Chúa. Chúng ta bước đi với nhau nhưng hãy để Chúa làm đấng kiểm soát, hướng dẫn, và Ngài là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta. Thưa quý vị, tôi nói điều này bởi vì ngày hôm nay chúng ta dễ quên đi Chúa Giêsu là trung tâm của sự thờ phượng, trung tâm của sự cầu nguyện, trung tâm của tình yêu, thậm chí ngay là trung tâm của gia đình chúng ta nữa. Gia đình chúng tôi có hai vợ chồng và hai đứa con. Chúa Giêsu vẫn là trung tâm của chúng tôi. Trong mỗi buổi ăn chúng tôi nói chuyện, Chúa Giêsu vẫn là trung tâm của bộ nói chuyện chúng tôi. Cuộc đi chơi của chúng tôi, Chúa Giêsu vẫn là trung tâm của cuộc đi chơi. Nó ra có vẻ thiêng liêng quá, nhưng không, đó là một cái việc bình thường đã đưa Daniel và ba bạn lên đỉnh vinh quang, bởi vì Chúa Giêsu, Đức Chúa Jehovah, Đức Chúa Trời lúc bấy giờ Ngài là trung tâm của cuộc đời của họ. Thưa quý vị, điều đó như thế nào? Ở trong bài học của chúng ta, không thể bước đi với nhau mà không có Chúa. Điều thứ nhất đó là biết chắc Chúa đã lựa chọn mình. Ở đây nếu mà nói biết Chúa lựa chọn mình đó thì có thể hơi dư thừa đó quý vị, bởi vì quý vị biết Chúa lựa chọn mình, nhưng chúng ta biết rằng trong cái thời điểm mà bị dân Israel bị làm phu tù đó, khổ lắm quý vị. Bây giờ nếu chúng ta đặt mình vào trong cái câu chuyện mà ba bạn và Daniel đi làm phu tù, họ phải rời khỏi làng mẹ, họ phải bỏ tất cả những gì họ đang sở hữu ở tại quê hương của mình, rời khỏi cái đền thờ là cái nơi thuộc linh, là cái nơi mà quan trọng đấy trong cái niềm tin của người Israel. Đền thờ bị đập phá và họ phải bị đi lưu đày ở tại xứ Babylon. Họ đi như vậy, họ
họ bỏ những cái sở thích, những cái điều đam mê của họ, khổ lắm chứ. Rồi bây giờ trên đường đi đến xứ Babylon không có chỗ để ở, rồi bị bỏ qua bỏ lại, bị dời qua dời lại, khó chịu lắm chứ. Một ngày mà quý vị không có internet, quý vị không có phone, quý vị không có điện thì chúng ta thấy nó khó chịu thế nào. Ở đây chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như những người bạn trẻ Hebrew lúc bây giờ, thì chúng ta sẽ thấy vô cùng khó khăn cho mình. Nhưng mà điều quan trọng mà họ biết, đó là biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã chọn lựa họ. Biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã lựa họ ra từ trong những người trẻ, từ trong những người Hebrew khôn ngoan, họ được lựa ra. Biết chắc Đức Chúa Trời lựa chọn mình, Daniel và ba bạn đã được Chúa chọn từ trong những người trai trẻ của Israel cho mục đích của Ngài. Bây giờ làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta đây? Dễ lắm quý vị. Giờ tôi hỏi quý vị, làm sao quý vị biết Đức Chúa Trời cứu mình? Làm sao chúng ta biết chúng ta được cứu rỗi? Quý vị có thể trả lời được. Rồi làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời lựa chọn mình? Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2, từ câu 9 và câu 10, xin chúng ta cùng theo dõi, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Lời Chúa phán dạy rằng, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Họ cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Nếu tôi hỏi quý vị rằng, bao nhiêu người trong chúng ta kinh nghiệm được ít nhất một lần Chúa chữa lành cho mình? Tất cả đều giơ tay hết. Bao nhiêu người trong chúng ta được Chúa cảm động mình từ tình yêu của Chúa, đứng trước một cái cảnh hùng vĩ mà mình thốt lên rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Hoặc là tự lòng của mình dâng lên một cái cảm xúc khi mà mình thấy Chúa trả lời cho mình một cái nan đề tài chánh. Ít nhất một lần trong đời của chúng ta được Chúa trả lời như vậy. Và đó là một cái bằng chứng sống về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn lựa chúng ta để được phước như vậy. Và hôm nay, lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2, câu 9 và câu 10 nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng quý vị và tôi đã được Chúa chọn lựa. Anh em là dòng giống được lựa chọn. Chúng ta là một dòng giống được lựa chọn. Mỗi sáng chúng tôi cầu nguyện cho Jerusalem, chúng tôi chúc phước cho Jerusalem. Tại sao chúng tôi chúc phước cho Jerusalem? Bởi vì ở trong Thi Thiên đoạn 122 câu 6, lời của Chúa phán rằng hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Hễ ai, người nào yêu mến người sẽ được thới thạnh. Hãy chúc phước, hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện chúc phước cho Jerusalem, thì Jerusalem thuộc linh đó chính là chúng ta. Quý vị có biết rằng quý vị được chọn, quý vị là Jerusalem thuộc linh không? Quý vị là Israel thuộc linh của Chúa không? Chúng ta là tuyển dân thuộc linh của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta chúc phước cho Israel thuộc linh, Israel, Jerusalem, thì chúng ta cũng được phước, gia đình chúng ta cũng được phước như vậy. Cho nên biết chắc được Đức Chúa Trời chọn lựa mình là điều quan trọng nhất ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Quý vị ơi, hãy hâm nóng lại tình yêu của mình đối với Đức Chúa Trời mỗi ngày. Chúng ta tự hỏi với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu con được Chúa chọn lựa thì Chúa dùng con cho mục đích gì? Con sẽ làm gì cho Chúa đây? Điều thứ hai chúng ta học ở trong cái phần không thể bước đi với nhau mà không có Chúa. Hãy bước đi với nhau và để Chúa làm trung tâm. Thì người đó hãy biết chắc Đức Chúa Trời đang ban ơn cho mình và sự khôn ngoan cho mình. Biết chắc Đức Chúa Trời ban ơn và sự khôn ngoan. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta, thì Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Ngài đã gọi chúng ta, thì Ngài ban cho chúng ta một cái ơn để phục vụ Ngài. Đó, một số bạn trẻ nói với tôi rằng con thấy không, con không có ơn gì hết trơn á. Con thấy con không có khả năng gì hết trơn á. Tôi nói không có đâu, con cầu nguyện Chúa và Chúa sẽ chỉ cho con biết cái khả năng nào của con. Có nhiều khi chúng ta đang có một cái tài sản rất lớn mà Chúa giao cho rồi, một ta lân mà Chúa cho rồi. À, chúng tôi thường nói với nhau rất là vui ở trong phòng cầu nguyện này. Ít nhất mỗi người có một ta lân. Quý vị biết ta lân đó là gì không? Là cầu nguyện đó. Ta lân là cầu nguyện, một cái ta lân cầu nguyện. Mà chúng ta nói rằng tôi không có ơn cầu nguyện rồi thôi, có bó tay. Quý vị ơi, cầu nguyện là dễ nhất, cầu nguyện là đơn giản nhất. Mà Chúa cho chúng ta để chi? Để chúng ta cầu thay cho người khác. Đó là một ta lân mà Chúa cho. Nhưng Chúa cho chúng ta nhiều hơn một ta lân. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban 5 ta lân cho người đầy tớ. 3 đầy tớ thì một người 5 ta lân, một người 2 ta lân, một người 1 ta lân. Ít nhất là một ta lân. Nhưng thường tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta nhiều hơn một ta lân. 2 ta lân, 3 ta lân, 4 ta lân và 5 ta lân, thưa quý vị. Cho nên điều thứ hai chúng ta học ở đây đó là biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta những ta lân. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái ơn. Có người được ơn hát, có người được ơn đàn, có người được ơn hát, ơn đàn, ơn giảng, có người được ơn mở hội thánh. Không phải là thầy giảng, không phải là mục sư trăng bày, nhưng mà có người được mở hội thánh.
giỏi lắm à. Tôi nhớ đến cố mục sư Lê Ngọc Vinh. Tôi phục ông mục sư Lê Ngọc Vinh. Trước khi ông sang Mỹ, ông là bác sĩ. Khi ông sang Mỹ, ông học tiến sĩ thần học. Rồi ông mở trung tâm Nehemiah, là Nehemi, để mà đi truyền giáo bằng việc phát thuốc. Nhưng mà trước khi ông được hai cái điều đó đó, ông trước khi ông là bác sĩ, trước khi ông là tiến sĩ về thần học, mục sư, thì ông là một cái người sáng tác nhạc. Ông sáng tác hàng trăm ca khúc, và tôi là người hòa âm cho ông 7 cái CD. Ông về nước Chúa rồi, và ông nói rằng, Giang Đông ơi, anh có một mơ ước, đó là anh làm hết 200 bài hát này, nhưng tôi rất tiếc là tôi chỉ giúp cho ông làm được 7 cái CD, mà mỗi CD khoảng 10-12 bài thôi. À, Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, khi Giê-xu vào lòng như hoa xuân tưng bừng với khúc hát hoan ca, là tác giả là mục sư Lê Ngọc Vinh. Những điều tôi phục ông nhất á, ông mở ba cái hội thánh ở tại Colorado, thưa quý vị, ba hội thánh. Tôi nói wow, cảm ơn Chúa, mục sư là một bác sĩ, mục sư là một nhạc sĩ, mình là mục sư mở ba hội thánh. Sao mục sư nhiều quá vậy? Đếm ra ít nhất là 4 cái ba lần rồi. 4 cái ân mà Chúa cho mục sư nhiều hơn người khác. Mục sư rất đơn giản và khiêm nhường. Anh được như vậy, anh cảm ơn Chúa, anh cứ làm. Đơn giản như vậy thôi. Tôi học với ông mục sư Lê Ngọc Vinh 7 ngày khi tôi sang Atlanta. Tôi học vì Chúa và tôi thăm ông năm 2008. Cảm ơn Chúa, tôi học được một người tôi thấy Chúa trung kiên và hết lòng với Chúa. Mở ba hội thánh. Có những người được ơn như vậy. Có một người ở bên Toronto, tôi học vị Chúa với ông có ơn để mở hội thánh hiện bây giờ ở bên Ontario, có một hội thánh Tin Lành Việt Nam duy nhất ở bên đó, là hội thánh ông mở đó quý vị. Cảm ơn Chúa. Tôi và ông bây giờ ông mở lại thêm một hội thánh nữa. Tôi khi tôi đến thăm ông, tôi cầu nguyện với ông và ông nói hãy cầu nguyện để tôi mở thêm một hội thánh cho Chúa nữa. Quý vị ơi, mỗi người trong chúng ta hãy khám phá ra những gì Chúa cho chúng ta, nó đang ở trong tiềm ẩn trong chúng ta mà chúng ta chưa khám phá ra. Tôi khích lệ quý vị, hãy là những người bạn của Daniel và chính Daniel. Họ không ăn xong không rồi ngồi đó đâu, nhưng mà họ biết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình, đã chọn lựa mình. Và điều thứ hai là Đức Chúa Trời ban ơn và sự khôn ngoan cho họ. Ban ơn và sự khôn ngoan cho họ. Đây rõ ràng nhất ở chúng ta đọc lại ở trong câu số 20. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 lần những đồng bóng và thuật sĩ. Đồng bóng và thuật sĩ là những người trong cái bối cảnh lúc bấy giờ là những người rất khôn ngoan, những người thông thạo về chiêm tinh, những người thông thạo về bác sĩ, những người thông tin học, rồi các ngôi sao rất giỏi về chính trị, về luật pháp, về đạo, về tất cả các tôn giáo, họ rất giỏi. Daniel và ba bạn giỏi hơn họ. Một lần, không phải, hai lần, không có, ba lần cũng không xong, 10 lần. Quý vị thấy không? Cảm ơn Chúa, con cái của Đức Chúa Trời là phải tuyệt vời hơn người thế gian. Thưa quý vị, tôi đọc cho quý vị nghe, những người bác học ở trên thế giới là những người khôn ngoan, họ là những người tin Chúa Giê-xu. Chúng ta có biết Louis Pasteur là người tìm ra vaccine chống lao phổi không? Ông nói điều gì? Đây là lời của Louis Pasteur. Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Đức Chúa Trời. Thật là mỉa mai cho lòng dạ con người, nếu chết là hết, hoặc chết là trở về với hư vô. Một chút khoa học sẽ gạt bỏ Chúa, giàu khoa học sẽ quay về với Chúa. Một bác học, một nhà khôn ngoan, một người bác sĩ, và ông đã nói một cái câu, một chút khoa học sẽ gạt bỏ Chúa. À, giờ chúng ta thấy ai mà gạt bỏ Chúa là chỉ biết chút chút khoa học thôi, nhưng giàu khoa học sẽ quay lại với Chúa. Ông là người đã tìm ra vaccine chống lao phổi. Rồi André Marie Ampère, nhà vật lý tìm ra số đo điện trở đó quý vị. Ông Ampère đó, mà chúng ta học vật lý, chúng ta thường nhắc đến tên ông đó. Ông nói như thế này, con người chỉ vĩ đại khi quỳ xuống cầu nguyện với Thiên Chúa. Con người chỉ vĩ đại khi quỳ xuống cầu nguyện với Thiên Chúa. Quý vị có muốn là trở thành người vĩ đại không? Tổng thống Donald Trump, ông là người có một cái câu khẩu hiệu là Make America Great Again. Bây giờ chúng ta make America great again, một cái mà cơ đốc nhân có thể làm được, quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông phó tổng thống Mike Pence, ông nói rằng anh chị em bớt lướt vào trong Internet đi. Đừng có lướt vào trong Internet nữa, hãy quỳ xuống cầu nguyện. Vì tới thời giờ chúng ta cầu nguyện, quan trọng hơn thời giờ chúng ta ở trên Internet. Cảm ơn Chúa, phó tổng thống mà ông nói như vậy. Hèn chi Đức Chúa Trời ban cho họ những sự khôn ngoan, thông sáng. Và phải nói rằng hơn những vị tổng thống trước đây, những người
lãnh đạo quốc gia trước đây. Tôi không muốn đưa cao con người ở đây, nhưng tôi muốn nói cho quý vị rằng họ thành công bởi vì họ là những người cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu. Điều thứ ba, cái người thứ ba mà tôi muốn cho quý vị biết đó là đại văn hào Victor Hugo. Chúng ta có biết ông Hugo ha? Victor Hugo nói như thế này: nước Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm nên nước Anh. Cảm ơn Chúa Giêsu. Victor Hugo là một đại văn hào và ông nói như vậy: Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh có hai cuốn thánh, cuốn sách Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare, nhưng mà Kinh Thánh thì làm nên nước Anh. Nhờ có Anh giáo và những người từ Anh giáo họ vượt Đại Tây Dương để sang Bắc Mỹ 243 năm trước để tìm vùng đất tự do. Họ đem theo Kinh Thánh đến Bắc Mỹ và họ lập nên Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay, là những người tin lành, là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời ban ơn và sự khôn ngoan cho những nhà bác học là những người khôn ngoan đã đành. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể trở thành người vĩ đại nếu chúng ta là người cầu nguyện. Theo như nhà vật lý Ampere nói, chúng ta chỉ có thể là người vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện. Điều cuối cùng mà tôi muốn khích lệ quý vị trong phần thứ hai này, không thể bước đi với nhau mà không có Chúa, đó là chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Daniel và ba bạn biết Đức Chúa Trời dẫn dắt mình ở trong cái xứ Babylon hỗn tạp. Trong xứ Babylon đầy dãy thần tượng, trong ba xứ Babylon mà dễ làm cho con người bị sao lãng bởi những cái hàng triệu vị thần. Văn hóa Babylon rất là nhiều sự hào nhoáng, dễ làm cho các bạn của Daniel, ba bạn và ông Daniel dễ bị lung lay và bỏ Chúa bởi vì cái sự hào nhoáng của nó. Nhưng họ biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt họ ở trong cái xứ này. Chúng ta trước khi được Đức Chúa Trời dẫn dắt, Đức Chúa Trời sử dụng, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta trải qua những cái bài học như là những bạn của Daniel và Daniel. Họ phải trải qua sự thử nghiệm. Rồi bắt đầu chúng ta xem từ đoạn 2 cho đến đoạn 5. Họ bị thử thách, bị quăng vào lửa, bị quăng vào hang sư tử. Đủ thứ chuyện xảy ra. Như vậy thì biết Đức Chúa Trời dẫn dắt khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn, khi chúng ta được thử thách, chúng ta được thử luyện, thì hãy nhận ra một điều rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi. Có nhiều người khi mà bị thử thách dễ bỏ Chúa, nói rằng tại sao Chúa lại bất công với con như vậy? Tại sao con lại khổ như vậy? Tại sao con phải đáng chịu những cái bất công như vậy? Nhưng mà quên một điều rằng trước khi Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta, Ngài sẽ huấn luyện chúng ta. Trước khi Đức Chúa Trời sử dụng Daniel và ba bạn của ông, Ngài quăng họ, Ngài đem họ vào sự thử thách từ từ, nhỏ nhỏ, đốt cháy, rồi huấn luyện họ như bộ được nhào, rồi tung họ ra thành những người tướng của Ngài. Cho nên chúng ta cũng vậy, biết chắc Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ không nản lòng, chúng ta sẽ không ngã lòng, chúng ta sẽ không mệt mỏi và sần lòng, thưa quý vị. Cho nên chúng ta đang ở trong sự thử thách. Nếu ai đang ở trong sự thử thách, hãy nhớ một điều rằng chính Daniel và ba bạn cũng khó khăn lắm, cũng gặp sự thách lắm. Và họ nhận ra một điều rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt họ ở trong từng cái thử thách đó để họ có thể trở nên những người của Đức Chúa Trời. Tôi khép lại bài chia sẻ hôm nay ở trong sự kết luận, xong chỉ nhắc lại cho quý vị hai ý chính mà tôi vừa mới trình bày cho quý vị trong cái đề tài bước đi với Chúa, với nhau. Trong hai phần chúng ta học đó là không thể bước đi với Chúa mà không có nhau. Và phần thứ hai là không thể bước đi với nhau mà không có Chúa. Chúng ta cần nhau, chúng ta cần Chúa, Chúa với chúng ta quyện vào nhau. Và chúng ta nhớ thập tự giá thì có hai thanh, chúng ta nhớ, chúng ta thường học. Chúng ta thấy những cái ví dụ của những mục sư là thanh ngang và thanh thẳng đứng. Thanh thẳng đứng ở đây là nói đến sự thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, không thể thiếu được. Và thập tự giá cũng không thể nào có một thanh thẳng đứng và có thanh ngang nữa. Đó là sự thông ngày hôm nay nói đến sự liên kết, sự thông công, sự giao kết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, giữa chúng ta với nhau để làm nên cái hình ảnh của thập tự giá. Xin cảm ơn Hội Thánh và xin Chúa ban phước cho Hội Thánh thật là nhiều và dư dật trong những ngày sắp tới này. Cảm ơn Hội Thánh. Amen. Rất mong muốn có cơ hội tiếp đón mục sư và cô Hồng Diễm cũng như hai cháu sang New Zealand. Đó là một diễm phúc lớn nhất của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Auckland, New Zealand. Tôi nói như vậy, tôi không thấy được mục sư. Nhưng mà nói thì được biết rằng là mục sư có thể thấy tôi. Và ước mong là cái điều đó là để trở thành hiện thực và được sớm trở thành hiện thực. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Xin Chúa một lần nữa xin thay mặt cho mục sư Quảng Diệm
xin thay mặt cho ban lãnh đạo cùng tất cả quý con cái Chúa ở tại Thánh Tin Lành Việt Nam tại Auckland, New Zealand. Xin chân thành cảm ơn mục sư đã dùng thời gian quý báu của mình để chia sẻ lời Chúa cho hội thánh và mong ước sớm được gặp mục sư cùng gia đình. Xin cảm ơn mục sư. Amen. Dạ, cảm ơn anh Ngọc. Dạ. Xin mời mục sư đọc câu. Thường thì sau khi anh thư ký nói xong là sẽ chuyển qua cho mục sư diễn giả để có lời tâm tình cũng như là sẽ kết thúc, nhưng với mục sư Giang Đông thì Phương đã xin phép người điều phối chương trình lên để có vài lời nữa. Đối với mục sư Giang Đông thì rất là đặc biệt đối với Phương. Có lẽ là hội thánh Auckland không biết nhiều về những cái điều gì đã xảy ra trong tình bạn của chúng ta. Đầu tiên thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn chị em là tôi được biết mục sư Giang Đông vào năm 1988, khi lúc đó có cơ hội để học đại học ở Sài Gòn và được biết mục sư tại Hội Thánh Bàn Cờ. Không biết mục sư có nhớ không, nhưng mà có một cái phiên khúc mục sư đã sáng tác đặc biệt cho Phương được hát trong mùa Giáng sinh năm 1988 tại Hội Thánh Bàn Cờ. Bây giờ Phương sẽ hát lại để cho mục sư Giang Đông nghe, coi mục sư Giang Đông có nhớ không nha. Chúa đã giáng thế để cứu muôn người thế nhân, giải thoát bao tội lỗi ta. Tình Chúa bao là vô cùng. Đến với Chúa tội lỗi sẽ được thứ tha. Đời sống trong Ngài quá vui tràn hòa tình. Amen. Đây là cái phiên khúc mà Giang Đông đã viết riêng cho Phương để hát trong cái bài hát. Amen. Ngài là ai? Lúc đó chúng ta có bốn người đã hát bài hát này. Mục sư Giang Đông, Đông Phương và cùng hai người bạn nữa. Và đây là cái phiên khúc đặc biệt mà Mục sư Giang Đông đã viết để cho Đông Phương được tôn vinh Chúa trong một năm đó. Luôn nhớ đến điều này và luôn nhớ đến mục sư Giang Đông, và rất là vui cơ hội để gặp gỡ mục sư cũng như lắng nghe lời Chúa cùng với các con cái Chúa tại Thánh Oak Lane trong buổi chiều hôm nay. Rất là mong ước mục sư cũng như là Hồng Diễm cũng như gia đình có cơ hội để qua thăm hội thánh. Xin Amen. Hội thánh nhớ để cầu nguyện cho mục sư Giang Đông, một người đã được Chúa sức dầu và hầu việc Chúa rất là đắc lực trong mục vụ ca ngợi Chúa. Và đó là điều mà hội thánh Oak Lane cảm ơn Chúa, nhớ đến mục sư. Amen. Yeah. Mục sư luôn. Amen. Cảm ơn mục sư Đông Phương. Bây giờ trong thời giờ này xin mời mục sư cầu nguyện cho hội thánh cũng như sẽ chúc phước cho hội thánh trong thời giờ này. Dạ. Yeah. Con cảm ơn Chúa về thời gian đặc biệt mà Chúa cho tất cả chúng con được suy gẫm lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa về Hội Thánh Tin Lành Auckland, New Zealand. Là một hội thánh yêu thương, là một hội thánh được ơn của Ngài. Ngày buổi đầu tiên khi con nhóm hội thánh, con cảm nhận được ơn của Ngài và tình thương của Ngài trên hội thánh. Con xin Chúa giá ơn của Ngài ở trên chức vụ của mục sư quản nhiệm, mục sư Đông Phương và ban chấp hành, ban trị sự hội thánh cũng như dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa vì con muốn nói rằng con yêu mến hội thánh của Ngài và Chúa cũng yêu thương mỗi chúng con. Con xin Chúa Ngài ở cùng dân sự của Chúa trong những ngày vừa mới hết dịch bệnh ở tại New Zealand và cực Nam cũng sẽ nơi đây ánh sáng phục hưng của Ngài sẽ bùng phát, sẽ bùng cháy, sẽ lan sang Úc Châu. Nhiều người cộng đồng Việt Nam của chúng con tại bên đó cũng sẽ được Chúa thăm viếng. Chúng con xin Chúa ở cùng dân sự của Ngài, nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Đức Chúa Trời, của Ngài và tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Cứu Chúa Giêsu, quyền năng và các ân tứ của Đức Thánh Linh ở cùng dãy đầy trên mỗi con dân của Chúa, đặc biệt là một sư quản nhiệm cùng những nhân sự trong hội thánh từ nay cho đến đời đời. Amen. Cảm ơn hội thánh.